Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì các sản phẩm điện tử và công nghệ thông tin chiếm giữ một vị trí hết sức quan trọng. Nhưng đôi khi để có thể lựa chọn được một sản phẩm ưng ý, có chất lượng cao, phù hợp với túi tiền và tính năng sử dụng của gia đình nhà bạn là một vấn đề không hề đơn giản. Và để có thể đáp ứng tối đa nhu cầu của quý vị khán giả xem truyền hình cả nước, kể từ ngày hôm nay, siêu thị máy tính Đăng Khoa và Info TV sẽ cho ra mắt chương trình siêu thị máy tính. Đây sẽ là một chương trình giúp bạn có thể cập nhật một cách liên tục giá cả cũng như tính năng của các sản phẩm mà bạn đang quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, trong một lần trả lời báo giới về thị trường máy tính xách tay ở Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Lân, giám đốc điều hành của siêu thị máy tính Đăng Khoa đã cho biết rằng những chiếc máy tính xách tay đang tiến rất gần tới những chiếc máy tính để bàn về tốc độ tiêu thụ. Cụ thể là tại siêu thị máy tính Đăng Khoa vào quý 1 năm 2008, tốc độ tiêu thụ của những chiếc máy tính xách tay đã tăng tới 45%, nhỏ gọn, linh hoạt và nhiều tính năng. Những chiếc máy tính xách tay đang dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Và trong chương trình siêu thị máy tính Info ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm như vậy. Đó chính là chiếc máy tính xách tay HP Compact BU6530S. HP Compact BU6530S là sản phẩm nối tiếp thành công của dòng máy Business dán nhãn HP đang được người tiêu dùng ưa chuộng. Ấn tượng đầu tiên mà HP Compact BU6530S mang lại là một sản phẩm có thể di chuyển dễ dàng với trọng lượng máy chỉ khoảng 2,27 kg. Màn hình 14 inch Bright View với lớp phủ bóng tăng cường độ sắc nét và độ sâu cho phép người dùng hài lòng về khả năng chống chói bởi góc nhìn rộng và độ tương phản cao. Bàn phím có độ này tốt, không ồn, không lún. Toàn bộ vỏ ngoài được bao phủ bởi màu đen chống xước lịch lãm và sang trọng. HP Compact 6530S chinh phục người dùng bởi CPU Intel Core 2 Duo với bộ nhớ đệm tăng gấp đôi thay thế toàn bộ thế hệ CPU Core Duo và Dual Core đã lỗi thời. Việc ứng dụng công nghệ di động Centrino 2 của Intel sản xuất trên dây chuyền 45 nanomet cho phép tiết kiệm điện, ít tỏa nhiệt và quan trọng nhất là hiệu năng cao. Bộ nhớ hệ thống có thể được nâng cấp tối đa lên tới 8GB RAM, cao hơn hẳn so với các loại máy tính xách tay trước đây. Dung lượng ổ đĩa của HP 6530S lên tới 160GB, trang bị công nghệ chống sốc 3D Guard thế hệ mới, giúp đĩa cứng và dữ liệu an toàn trong mọi trường hợp va đập. Ổ ghi DVD Dual Layer tích hợp sẵn nâng cao khả năng lưu trữ sao chép dữ liệu và cho phép bạn in trực tiếp nhãn lên bề mặt đĩa bằng tia laser trong ổ nhờ công nghệ LightScribe. Thưa quý vị và các bạn, điểm đặc biệt của sản phẩm máy tính xách tay HP 6530S của chúng ta đó chính là nó đã giảm thiểu được rất nhiều những điểm hạn chế của các sản phẩm máy tính đi trước. Và cụ thể là ở sản phẩm này đã được tích hợp một camera lên tới 1.3 megapixel và điều này thì rất phù hợp với các hội thảo online. Và ngoài ra thì cổng khóa Kensington còn được tương thích với toàn bộ các loại khóa an toàn. Và cổng Vega còn cho phép xuất tín hiệu ra máy chiếu một cách vô cùng đơn giản. Giá của HP Compact 6530S là 15.103.200 đồng, bảo hành chính hãng 12 tháng. Đến với siêu thị điện máy Đăng Khoa tại số 29 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, quý vị còn được tặng 500.000 đồng, một USB 2GB và bộ quà tặng độc đáo của Đăng Khoa. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các sản phẩm máy tính xách tay mang thương hiệu HP thì các sản phẩm máy tính nguyên chiếc HP cũng đang được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. HP Compact Pavilion G3415L là dòng máy tính để bàn đáp ứng tối đa nhu cầu làm việc và giải trí cá nhân của người tiêu dùng thông thường. Bộ vi xử lý Intel Dual Core 1.8 cho phép bạn mở cùng lúc nhiều chương trình mà không ảnh hưởng đến tốc độ máy. Bộ nhớ đệm 1MB giúp việc truy cập nhanh chóng và dễ dàng hơn. Bộ nhớ RAM 512 có thể nâng cấp lên tới 4GB và ổ cứng 80GB cũng là những điểm mạnh của bộ sản phẩm này. Bên cạnh đó, với các màn hình tích hợp, ổ DVD Room Drive, bạn có thể tự thưởng cho mình và người thân yêu những giờ giải trí bằng phim ảnh, ca nhạc bất kỳ lúc nào. Bộ HP Pavilion PC còn được trang bị màn hình HP Compact LCD 17 inch, loa Logitech S100, bàn phím, chuột quang đồng bộ được lắp ráp tại nhà máy của HP theo quy trình công nghệ hiện đại. Sản phẩm này có giá 9.694.000 đồng, bảo hành chính hãng 12 tháng. Khi bạn đến với siêu thị máy tính Đăng Khoa tại số 29 Ngọc Khánh, ngoài việc được sở hữu bộ máy tính kể trên, bạn còn nhận được 500.000 đồng và một USB 2GB. Đặc biệt, hiện nay siêu thị máy tính Đăng Khoa đang triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho đối tượng khách hàng là học sinh, sinh viên, tân sinh viên với tên gọi Đăng Khoa chào đón tân sinh viên. Theo đó, bạn sẽ được tặng ngay 1 triệu đồng khi mua chọn bộ máy tính hoặc 500.000 đồng nếu bạn lựa chọn máy tính xách tay. Chương trình được áp dụng từ ngày 10 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2008. Ngoài ra, tại Đăng Khoa liên tục có các chương trình hỗ trợ của siêu thị và các hãng sản xuất dành cho người tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là phần giới thiệu chi tiết của chúng tôi về giá cả cũng như tính năng của các sản phẩm đang được bày bán tại siêu thị máy tính Đăng Khoa và những chương trình khuyến mại đầy hấp dẫn. Hy vọng rằng qua những phút giây ngắn ngủi vừa rồi thôi thì quý vị và các bạn cũng đã lựa chọn được cho mình những sản phẩm ưng ý nhất. Và để có thể biết thêm về quy trình mua hàng tại siêu thị máy tính Đăng Khoa, quý vị và các bạn hãy truy cập vào website www.dangkhoa.vn hoặc gọi điện đến số điện thoại 04-772-4772. Chúng tôi sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị, cũng như tiếp thu những ý kiến đóng góp của quý vị để có thể làm chương trình ngày càng tốt hơn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.